Vâng, xin chào anh em. Thì ở những video trước đây mình có giới thiệu cái đèn LED mà dán bàn để dán màn hình của Amino ấy. Thì mình có dán cái bàn bệt ấy, bàn ngồi bệt. Trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em một cái bộ sản phẩm đèn LED nữa, cũng của Amino. Và lần này là dán cạnh bàn nhá. Đấy, chúng ta sẽ dán được cái cạnh bàn này này. Mình sẽ dán ra đằng sau cái bàn này để nó hắt vào tường cho nó đẹp. Anh em muốn xem trọn bộ những cái đèn của Amino, ví dụ như là dán cạnh bàn này hay là dán đằng sau màn hình, thì có thể xem lại cái video trước của mình rất là chi tiết. Bộ này chỉ dán cạnh bàn thôi thì dán nó sẽ rẻ hơn, thì nó sẽ có những cái kiểu đèn LED như nào, mời anh em xem chi tiết cho người nhé. Ok, hộp sản phẩm đây, Amino S LED RGB Light Kit, dán bàn LED RGB, cái này 2m nhá. Đây, bên trong anh em sẽ thấy những cái thanh LED tách rời như này. Tem bảo hành này. Đó là kiểu nhựa cứng nhá, không phải dẻo. Gồm những cái thanh này. Có cái bông tẩm cồn này. Trong thì có tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết dán này. Những cái nam châm và bóc ra để dán, để gắn vào. Đây là toàn bộ những dây và những cái cục nam châm để gắn. Mình sẽ dán thử nhá. Ok anh em. Mình gắn đây. Bản của mình là gần 1m2 nhá, 1m. Mình chọn là 3 thanh 30 này. Một thanh 20 và một thanh 10 thì ghép từ đầu đến cuối như này. Đấy, anh em lưu ý nhá, nếu mà bán anh em 2m thì phải như này, thì mua loại 2m nhá. Gắn thì đơn giản thôi. Ở đây thì có hai cái đầu để anh em lựa chọn nhá. Anh em sẽ dán thẳng như này. Thẳng như này vào cái mép này này. Và cái mép anh em dán thẳng như này thì cái đèn nó hắt thẳng vào tường. Đấy, mình thì mình chọn hắt lên trên. Đó, thì ở đây thì có những cái lựa chọn đây, ví dụ là cái này nhá. Thì mình dán vào như này. Đấy, thì một là hắt lên trên, hai là nó hắt xuống dưới. Thì mình đang hắt lên trên, còn hắt xuống dưới thì mình sẽ di chuyển cái này xuống dưới thôi. Sau một cái thanh này này, đó là sẽ có cái nam châm ở giữa này. Chúng ta chỉ việc để như này để nó gắn vào thôi. Đấy, tùy anh em có thể là hắt lên trên hoặc là hắt xuống dưới hoặc là dán cái này hắt thẳng vào tường. Đây, có rất là nhiều cái để chúng ta dán nhá, gắn nhá. Và cái này để đi dây này. Có mấy cái kiểu gắn như vậy thôi. Đây, những cái thanh dán để chúng ta gắn thêm này. Và còn một cái lưu ý nữa, đó là những cái bàn mà anh em có cái am, cái gắn màn hình, cái giá đỡ màn hình. Đây, thì anh em thấy cái am của mình để ở cuối cùng luôn. Đó. Thế nếu mà để ở giữa như này, để ở đây, thì chúng ta phải dùng cái dây nối như này. Họ hướng dẫn rất là chi tiết này. Đây, cái am mà để ở giữa này, cái giá đỡ màn hình để ở giữa này thì chúng ta tách đôi ra thôi. Sau rồi dùng cái dây nối từ đây đến đây vào, thế là xong. Nói chung là trong bộ có đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng. Ok rồi anh em, đây cái phần mềm Arilight. Phần mềm này thì anh em download về như hướng dẫn thì chúng ta sẽ chọn này RGB, RGB, ABG, RBG, BRG gì đấy. Đấy thì nó sẽ theo nhá, thì mình chọn là RBG. Đấy thì em có thể chỉnh độ sáng này. Đó. Chỉnh độ sáng này. Sáng theo màn hình này hay là sáng theo giải màu, đây mình test xéo sáng theo màn hình trước nhá, để chúng ta ví dụ chúng ta xem phim ấy. Anh em có điều kiện mua thêm để gắn vào đằng sau màn hình. Đấy thì xem phim phê lắm. À, đây ví dụ này, đó. Thì anh em sẽ thấy sáng theo màn hình nó sẽ xanh này, đấy. Màn nền xanh thì nó cũng xanh. Nếu mà anh em mua thêm cái dán màn thì bốn góc thì mỗi góc một màu hiệu ứng khác nhau. Đấy, ví dụ góc bên trái đỏ, góc bên trên xanh, góc bên dưới đấy thì nó khác. Đây là mình chỉ có một giải ở cạnh bàn thôi. Đấy, em có thể xem lại ở video trước. Cái video mình review đầy đủ cái bộ Amino. Đây là sáng theo màn hình nhá, chúng ta chỉnh màn 1, màn 2, màn 3 này. Tốc độ phản hồi này, đấy, tốc phản hồi nhanh hay chậm này, hay là có cân bằng trắng ấm hay là màu lạnh gì đấy, nóng lạnh gì đấy, góc quay số LED này, nói chung là rất là nhiều thông số, hay là sáng theo giải màu này, đó anh em thể chỉnh. Đây đang kiểu rainbow, đấy, 7 sắc cầu vồng, hay là sáng theo cloud này, forest này, stress, nhiều chế độ lắm, đây rất là nhiều chế độ cho anh em lựa chọn, đấy custom nữa, đấy để anh em tùy chỉnh những màu anh em ưng ý. Anh em thích màu nào thì chỉnh. Tần suất lặp lại custom zone, tần tốc độ hiệu ứng, nhanh hay chậm. Đây chạy nhanh hay chạy chậm này. Đấy chạy nhanh này, đó. Chạy chậm. Rồi hay là sáng theo sáng màu tĩnh thì nó sẽ cố định màu. Đấy, anh em sẽ chọn ở đây. Đấy. Chọn đây thì anh em muốn sáng màu nào thì anh em chọn, nó sẽ cố định màu. Đấy, hay là chọn tốc độ các thứ nữa. Sáng theo nhạc cũng hay này, đó có anh em bật nhạc. Đấy, anh em bật nhạc thì nó sẽ theo tiếng ấy. Sáng
sáng theo nhạc này anh em còn chọn được những cái nguồn phát nữa cơ, rất là nhiều. Chỉnh theo chế độ màu sắc rainbow, cà phê, da gì đấy hay custom, hiệu ứng cũng nhiều luôn này. End to end, floating view, đấy. Chung nhiều á. Tiếp là atmosphere này, đấy chúng ta cũng chọn màu này. Đó. Anh em thấy đẹp không? Nó hắt vào tường đẹp không? Đây là mình đang chọn hắt lên trên nhá. Anh em thể hắt xuống dưới hoặc là hắt thẳng vào tường luôn. Canvas lining. Đấy, ở đây có chiều dài, chiều cao này. Đấy. Góc quay này, 90 độ, 180 độ, số LED 48 hay 49, 50 gì đấy. Thì tùy vào nhu cầu anh em muốn sáng tĩnh hay là sáng theo nhạc hay sáng theo phim hay là sáng theo màn hình hay sáng theo giải màu gì đấy. Đẹp nhá không ạ? Ok, link của sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video anh em tham khảo nhé. Có tùy chọn cho anh em, chọn phone, dán màn hình, dán bàn, dán trong case nữa. Đấy, như cái video trước mình có cả dán trong case rất là đẹp nữa. Xung quanh toàn RGB thôi. Hay là đơn giản này, nếu mà anh em ít kinh phí thì mua dán bàn thôi, cũng rất là đẹp rồi. Ok, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm đèn LED dán bàn của Amino. Anh cảm thấy video hay và thú vị, đăng ký kênh ở trước kênh mình nhé. Cảm ơn anh em theo video. Bye bye. Cái này xem phim hay là nghe nhạc bao phê luôn.